quý vị và các bạn thân mến, vào thời Trung Quốc cổ đại, vua được gọi là thiên tử. Thượng thiên gửi gắm muôn dân cho người có đức hạnh cai quản. Nếu như hoàng đế và các quan viên tàn sát người dân, phóng túng và dâm dục, thì thượng thiên sẽ thu hồi thiên mệnh và trừng phạt họ. Đại Vũ Trị Thủy cứu giúp người dân, kiến lập nhà Hạ, nhưng Hạ Kiệt tàn bạo lại tự xưng mình là Thái Dương. Thường thang được biết đến qua câu chuyện lưới mở ba mặt tù đức cho dân, thảo phạt nhà Hạ, kiến lập nhà Thương. Cuối triều Thương, Thương Trụ Vương bất kính với thần, khinh mạn nữ oa, sủng ái yêu tinh, nghe theo nịnh thần, sát hại trung lương và dân chúng, khiến cho thượng thiên biến hóa. Cuối cùng nhà Thương bị diệt vong bởi nhà Chu. Nhà Tần kéo dài 15 năm, nhà Hán kéo dài 400 năm, tiếp theo đó là các nhà Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Mỗi triều đại vào lúc suy vong đều xảy ra nhiều thiên tai và ôn dịch. Cuối nhà Hạ đã từng xảy ra hai trận động đất lớn, cuối nhà Thương đã từng xảy ra một trận động đất lớn long trời lở đất. Năm cuối thời Tây Chu, Chu U Vương trị vì không cho phép người dân lên tiếng nói, nên vào mùa đông năm thứ ba xuất hiện sấm sét, vào mùa hạ năm thứ tư xuất hiện sương giá. Cuối nhà Tần đã xuất hiện trận lũ lụt hiếm thấy. Thời đó, những địa phương như Sơn Đông, An Huy, v.v. vì mưa kéo dài nên xảy ra lũ lụt lớn, khắp nơi ngập trong biển nước. Thời cuối Tây Hán, những tai họa như lũ lụt, hạn hán, côn trùng phá hoại mùa màng v.v. xảy ra triền miên không dứt trong mấy năm liền. Cuối thời Đông Hán đã nhiều lần xảy ra bùng phát trận ôn dịch lớn. Năm cuối thời Đông Hán, toàn quốc xảy ra một trận ôn dịch vô cùng nghiêm trọng, thiệt hại khó mà tưởng tượng được. Thời đó, nhiều nơi không có đủ áo quan, bốn bề vang vọng tiếng rên rỉ khóc thương. Cho dù là người giàu hay người nghèo, đều bị lây nhiễm dịch bệnh. Người dân bần cùng không có tiền để mai táng thân nhân, đâu đâu cũng xuất hiện cảnh tượng không nơi nào để đi. Xương người phủ khắp một vùng rộng lớn, xương người phơi ra giữa đồng, trong phạm vi nghìn dặm không có tiếng gà gáy. Cuối nhà Tùy, Sơn Đông và Hà Nam xảy ra lũ lụt, sạt lở hơn 40 quận. Cuối thời Đường, Hoài Nam xuất hiện ôn dịch khiến cho rất nhiều người dân và quân nhân phải bỏ mạng. Thời Nam Tống, vua không lo cho bách tính mà chạy về phương Nam, sát hại danh tướng Trung Quân Báo Quốc Nhạc Phi nên đã xảy ra trận ôn dịch ở vùng Giang Hoài vào năm 1208. Năm 1271, 1275 và 1276, vùng Tĩnh Gia, Thường Châu cho đến An Phủ ở tỉnh Chiết Giang xảy ra đại ôn dịch. Vào lúc nhà Tống suy vong, ôn dịch đã giáng xuống lần nữa. Trong thành Hàng Châu, khí bệnh nguồn ngụt, số người chết vì dịch bệnh không thể đếm xuể. Dưới sự truy đuổi của quân Nguyên, vị hoàng đế cuối cùng của Nam Tống cùng với người dân gieo mình xuống biển vô cùng bi thảm. Trận đại ôn dịch vào năm cuối triều Minh quả là hiếm thấy trong lịch sử. Ôn dịch tràn lan khắp nơi. Năm Sùng Trinh thứ 14, vùng Bắc Kinh và Thiên Tân, vùng Ngô Giang ở tỉnh Giang Tô gặp phải ôn dịch tấn công. Trong Ngô Giang Chí viết rằng, cả nhà chết không còn một người. Năm Sùng Trinh thứ 16, 17 là đỉnh điểm ôn dịch hoành hành. Mùa xuân năm Sùng Trinh thứ 17, ôn dịch hoành hành ở Ngô Giang lần nữa. Người bệnh bị sưng hạch, nôn ra máu, không ai dám đến chia buồn. Nhà nào có thân nhân chết cũng không dám mai táng. Vào cùng năm đó, bệnh dịch hạch tấn công vào kinh đô gây nên tình cảnh vô cùng bi thảm. Trong 10 nhà có đến 9 nhà bỏ không, nhà nhà đóng cửa thật chặt, không ai dám gặp mặt nhau. Người mắc bệnh có thể tử vong trong vòng 2 giờ đồng hồ, trường hợp trễ nhất là tử vong vào ngày hôm sau. Đặc biệt đến giai đoạn sau, số lượng người chết vì ôn dịch mỗi ngày không dưới vạn người. Mãi cho đến sau đó, trên đường phố ở nơi cổng thành đều đầy nghẹt áo quan, quan binh và chiến mã đều chết hết. Thời đó, danh y Ngô Hữu Khả chữa bệnh cứu người đã để ra học thuyết chữa trị ôn dịch gọi là lệ khí. Về sau ông đã viết thành sách Ôn Dịch Luận. Ngô Hữu Khả thực tế là một người tu đạo, phương pháp chữa bệnh của ông vô cùng độc đáo. Trước khi uống thuốc, cần niệm khẩu quyết, sau đó mới uống thuốc. Khẩu quyết của môn phái cũng có thể gọi là chân ngôn, đó là một vị đạo thần, chỉ cần thành tâm niệm thì ôn dịch sẽ tránh xa người đó, còn người nào nhiễm bệnh nặng thì sẽ dần dần hồi phục.
Tuy Ngô Hữu Khả đã cứu rất nhiều người, nhưng không thể tránh được sự suy vong của triều Minh. Năm Sùng Trinh thứ 17, Sùng Trinh treo cổ tự vẫn, quân Thanh tiến vào Bình Định từ Bắc vào Nam. Điều kỳ lạ là quân Thanh không hề bị lây nhiễm, bát kỳ binh của Mãn tộc cũng không hề bị nhiễm bệnh, quân Hán cũng không hề bị nhiễm bệnh. Kỵ binh và bộ binh cũng bình an vô sự, cho đến bộ phận quân Minh đầu hàng quân Thanh cũng không bị lây nhiễm. Cho đến năm cuối triều Thanh thì vận may này không còn nữa. Trong 34 năm trị vì của Quang Tự Đế, có đến 19 năm xảy ra bệnh dịch. Trong 3 năm trị vì của Tuyên Thống Đế có 2 năm xảy ra bệnh dịch. Lưu Bá Ôn từng nói, trời có mắt, đất có mắt. Câu nói này quả là chính xác. Ngày nay chính quyền Trung Quốc hành nhiều việc ác, làm méo mó tư tưởng đạo đức của người dân, khiến người dân hiếu chiến, độc ác. Bản thân người dân làm ra những hàng hóa, sản phẩm tiêu dùng độc hại để bán cho nhân dân Trung Quốc và toàn thế giới. Họ phỉ báng Phật Pháp, không tin vào thần Phật, giết hại người tu luyện. Vì thế mà bệnh dịch COVID-19, thiên tai nhân họa như lũ lụt, nạn châu chấu, tuyết rơi giữa mùa hè, v.v. đã xảy ra tràn lan tại Trung Quốc. Trục lợi bất chính qua bệnh dịch viêm phổi Vũ Hán thông qua con đường tài trợ vật tư y tế. Tuy nhiên, cũng không thể thoát khỏi lưới trời. Nhiều dự ngôn cho rằng triều Đại Đỏ tại Trung Quốc sắp kết thúc bởi các dữ liệu trùng khớp với lịch sử, thậm chí còn dữ dội hơn trong lịch sử. Thiện ác hữu báo, đó là thiên lý. Những cá nhân, tập thể hay bất kể chính quyền nào hành ác, nó cũng không thể tồn tại. Bạn hãy biết phân biệt đúng sai, lựa chọn thiện lương, đứng về phía thiện lương trong thời khắc nguy nan, chắc chắn bạn sẽ được thần Phật bảo hộ. Thank you.